Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Như đã lên sóng ở trên Facebook hoặc là Zalo thì mọi người biết, đây là chiếc Hyundai Accent sản xuất năm 2019, màu bạc, biển số Sài Gòn, bản số tự động bản đủ mọi người nhé. Chiếc xe này thì hôm nay em mới có thời gian để quay cho mọi người xem được, vì là hiện tại ở cửa hàng về cũng khá là nhiều xe nên là chưa quay được chiếc này, hôm nay mới quay được cho mọi người xem. Accent này thì cạnh tranh trực tiếp với cả các cái đối thủ như là Toyota Vios hoặc là có cả Honda City. Chiếc này là một trong số những chiếc xe mà được trang bị nhiều option nhất trong cái phân khúc hạng B, sedan hạng B. Đó, điển hình là mọi người nhìn thấy cái cửa sổ trời nhá, gần như là duy nhất ở trong phân khúc, không có chiếc xe nào có cửa sổ trời cả. Đó là điều đặc biệt đầu tiên, mà điều đặc biệt thứ hai nữa thì nó có rất rất nhiều những cái option và công nghệ để cho các đối thủ khác phải trầm trồ, mà mọi người sẽ có thêm sự lựa chọn khi mà nếu như anh chị nào hoặc là khách hàng nào muốn thích một chiếc xe chạy với cái động cơ mềm mại và êm ái thì không thể bỏ qua Hyundai Accent này được. Hai nữa là chiếc xe này thì được trang bị thêm nhiều option. Đó, bác nào mà thích sự bền bỉ, sự mộc mạc và bền bỉ thì có thể lựa chọn Toyota Vios hoặc là City nhá. City khá là bền, City chạy cũng khá là hay. Còn Accent này thì lại nhắm đến một lượng khách hàng riêng, khách hàng mà thích sự trẻ trung, năng động, nhẹ nhàng và thích cái sự êm ái, thích xe Hàn bởi vì nó có nhiều công nghệ thì có thể lựa chọn chiếc xe này. Thật ra thì nếu để nói là chiếc nào hơn chiếc nào thì rất là khó, gần như là không biết phải diễn tả với mọi người và để phân biệt với mọi người như thế nào chiếc nào hơn chiếc nào kém, rồi chiếc nào được cái nọ mất cái kia, thật sự là rất là khó. Rồi thì bảo xe này hơn xe nọ thì rất là khó, tại vì mỗi người sẽ có một cái quan điểm riêng và mỗi người sẽ có một cái nhận định riêng về xe, cũng như là người thích xe này người thích xe kia, rất là khó nha mọi người nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái sự lựa chọn là thôi thì ví dụ mình thích Accent thì mình mua Accent, còn một người thích Vios thì mua Vios, thích City thì mua City thôi. Chứ thật sự để mà phân biệt chiếc nào hơn chiếc nào thì rất là khó đấy ạ. Chiếc này khá là đẹp, thật sự là đẹp. Khi mà mới ra mắt ấy, thì là một trong số những chiếc xe mà hot nhất và bán chạy nhất ở trong cái phân khúc hạng B. Đó, vô lăng zin này, tạp lô, toàn bộ cái nội thất bên trong này cũng còn khá là mới. Về tổng thể thì em thấy chiếc xe này khá là ổn. Đây còn ni lông chưa bóc này, ghế rất là mới. Về chất lượng của chiếc xe thì cá nhân em thấy là ok rồi, ổn rồi, trong tầm tiền này gần như là hợp lý. Có điều hòa tự động, có đầy đủ, chẳng thiếu gì cả. Đây, em xin công bố giá luôn để cho mọi người cùng tham khảo nhé. Hiện tại em đang bán chiếc Hyundai Accent sản xuất năm 2019 bản full option, có cửa sổ trời, có đèn hổ start-stop và có rất là nhiều công nghệ. Hiện tại em đang bán chiếc xe này với giá là 480 triệu mới nhá. Biển Sài Gòn sang tên Hà Nội sẽ không mất 20 triệu lệ phí cấp biển đâu ạ. Chi tiết thì mọi người vui lòng alo trực tiếp cho em qua số điện thoại em đang để trên màn hình để trao đổi và thương lượng về giá cả. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em ở trong video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.